Trong một diễn biến bất ngờ, đã có thêm một người trúng cử không được công nhận là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14. Báo chí Việt Nam hôm 17 tháng 7 đưa tin Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp đột xuất và đưa ra quyết định không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, một nữ doanh nhân từng là đại biểu Quốc hội các khóa 12 và 13. Theo Văn phòng Quốc hội, bà Hường, một nữ doanh nhân 46 tuổi, không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội vì vi phạm luật quốc tịch của Việt Nam. Bà Hường là người thứ hai sau ông Trịnh Xuân Thanh bị bác tư cách đại biểu trước khi Quốc hội khóa 14 nhóm họp. Tuy nhiên, trong khi công chúng hoan nghênh việc bác tư cách đối với ông Thanh, trường hợp của bà Hường lại dẫn đến những tranh cãi xoay quanh cả quy trình khai báo thông tin ứng cử viên lẫn luật quốc tịch của Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói với đài VOA rằng việc bà Hường không khai báo với các cơ quan rà soát về quốc tịch thứ hai gây ra sự mất lòng tin của người dân vào đại biểu Quốc hội. Song các quy định không rõ ràng là nguyên nhân đã dẫn đến điều đó. Điều này thì đã gây ra tranh cãi trong giới luật sư vì thực ra trong cái bản kê khai về đăng ký bầu cử thì không có cái phần về quốc tịch. Thứ hai nữa là trong cái điều về quốc tịch của Việt Nam thì cũng không loại trừ hoàn toàn cái việc có thể có hai quốc tịch. Việc bà Hường từng là đại biểu Quốc hội đồng thời là chủ doanh nghiệp lớn có quốc tịch thứ hai đã dẫn đến nhiều bàn luận trong công chúng Việt Nam. Họ cho rằng một người như bà có nhiều thông tin và tài sản khi bà có thêm một quốc tịch nước ngoài. Điều đó có thể báo hiệu một sự chuẩn bị nào đó cho một tình huống xấu ở Việt Nam. Trong 2 năm gần đây, có hiện tượng ngày càng nhiều doanh nhân và người giàu của Việt Nam xin thêm quốc tịch nước ngoài và chuyển tài sản sang các nước. Tiến sĩ Doanh nói một mặt đó là nhu cầu làm ăn trong bối cảnh toàn cầu hóa, mặt khác còn do môi trường kinh doanh trong nước đang kém hấp dẫn. Ông cho rằng nhà nước Việt Nam nên xem xét thay đổi luật để chính thức công nhận người có hai quốc tịch, tránh những trường hợp gặp rắc rối như bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, cũng như trên bình diện rộng hơn là tạo thuận lợi cho người Việt Nam đi lại, làm ăn ở các nước khác. Sau khi bà Hường và ông Trịnh Xuân Thanh bị bác tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14 của Việt Nam, có 494 đại biểu. Ngày 20 tháng 7, Quốc hội khóa mới sẽ họp phiên đầu tiên.